Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Navalny, đối thủ của Putin đột nhiên trúng kịch độc. Nhà hoạt động thường xuyên chỉ trích Điện Kremlin của Nga Alexei Navalny được nói là đang trong tình trạng rất đáng lo ngại sau khi ông được đưa ra khỏi Serbia đến Đức vào ngày thứ Bảy để chạy chữa vì ngã bệnh nặng đột xuất. Là đối thủ lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin và là nhà vận động chống tham nhũng, ông Navalny đổ gục trên máy bay vào hôm thứ Năm sau khi uống cốc trà mà các đồng minh của ông tin là bị tẩm độc. Họ cáo buộc các nhà chức trách đang cố che giấu tội ác này. Đây là hình ảnh ông Navalny, đối thủ lâu năm của Putin, đã bất ngờ ngã bệnh trên một chuyến máy bay vào hôm thứ Năm 20 tháng 8 với nghi vấn bị đầu độc. Nhân viên y tế tại bệnh viện ở thành phố Omsk vào tối ngày thứ Sáu nói, sau khi bệnh viện chấp thuận cho ông Navalny ra nước ngoài rằng ông được đưa vào tình trạng hôn mê và tính mạng của ông không gặp nguy hiểm ngay tức thì. Máy bay cấp cứu do tổ chức Cinema thu xếp đã bay đến sân bay TG ở Berlin vào sáng sớm vào ngày thứ Bảy và ông Navalny, 44 tuổi, được gấp rút đến khu phức hợp bệnh viện Charité, hãng truyền thông Reuters đưa tin. Bệnh viện cũng nói trong một phát biểu rằng họ sẽ cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của ông và việc chữa trị sau khi hoàn tất các xét nghiệm và sau khi tham khảo các ý kiến của gia đình ông. Bệnh viện nói thêm có thể sẽ mất một khoảng thời gian, theo hãng truyền thông Reuters chia sẻ. Và tình trạng sức khỏe của ông ấy rất đáng lo ngại, Jaka, người sáng lập của tổ chức Cinema, nói với các phóng viên bên ngoài bệnh viện như vậy. Chúng tôi nhận được thông điệp rất rõ ràng từ các bác sĩ rằng nếu máy bay không hạ cánh khẩn cấp ở Omsk, ông ấy có lẽ đã chết. Ông Bizi cũng nói thêm rằng các bác sĩ và gia đình ông Navalny sẽ cung cấp thêm các thông tin về tình trạng của ông. Các bác sĩ điều trị cho ông Navalny ở Omsk đã nhấn mạnh vào hôm thứ Sáu rằng ông quá yếu để được đưa đi. Nhưng sau đó họ cho biết tình trạng của ông đủ ổn định cho chuyến bay tới Đức, vợ ông là Yulia đi cùng với ông. Đây là hình ảnh video trên mạng xã hội cho thấy ông Navalny được đưa vào xe cấp cứu trên cáng từ đường bay. Kira, thư ký báo chí của Quỹ chống tham nhũng Anti-Corruption do ông Navalny thành lập vào năm 2011, viết trên trang tweet như sau. Sáng nay, ông Navalny đang từ Tomsk trở về Moscow. Trên chuyến bay, ông đổ bệnh. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk. Alexei đã bị đầu độc. Ngay lúc này, chúng tôi đang tới bệnh viện. Bà viết thêm, tôi nghi rằng Alexei bị đầu độc vì chất gì đó được hòa vào trà của ông. Đó là thứ duy nhất ông ấy uống vào sáng nay. Và một chuyến bay y tế do tổ chức phi chính phủ của Đức Cinema chi trả đang đưa ông Navalny đến Berlin, nơi ông sẽ được điều trị tại bệnh viện Charité. Máy bay của Alexei đã cất cánh đến Berlin. Phát ngôn viên của ông Kira đã tweet vào thứ Bảy và nói rằng vô cùng cảm ơn người đã ủng hộ. Cuộc đấu tranh vì sự sống và sức khỏe của Alexei chỉ mới bắt đầu. Bà Yamis trước đó cho biết đáng tiếc là các bác sĩ đã mất quá nhiều thời gian để phê duyệt chuyến bay của ông vì máy bay và các tài liệu phù hợp đã sẵn sàng từ sáng thứ Sáu. Ông Navalny đã ngã bệnh trong chuyến bay từ Tomsk đến Moscow vào hôm thứ Năm và máy bay của ông phải hạ cánh khẩn cấp ở Omsk. Một bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy ông đang uống một cốc gì đó tại một quán cà phê ở sân bay Tomsk trước chuyến bay và nhóm của ông nghi ngờ một chất độc đã được cho vào trà của ông. Video sau đó cho thấy cảnh ông Navalny đang la hét đau đớn trên chuyến bay. Hành khách Palev cho biết ông nghe thấy nhà hoạt động hét lên vì đau đớn. BC, một nhà hoạt động và nhà làm phim người gốc Slovenia, trước đó đã được tờ báo Bild của Đức dẫn lời nói rằng tình trạng của ông Navalny ổn định trong suốt chuyến bay và sau khi máy bay hạ cánh. Hai năm trước, Piotr, một nhà hoạt động chống Điện Kremlin khác và là thành viên của nhóm nghệ thuật Pussy Riot, đã được điều trị tại bệnh viện Charité sau khi ông bị đầu độc ở Moscow. Ông Navalny là một cái gai đối với Điện Kremlin trong hơn một thập niên qua, phơi bày điều mà ông nói là tình trạng tham nhũng trong giới chóc bu và huy động những đám đông người biểu tình trẻ tuổi. Đây là hình ảnh Alexei Navalny trong một buổi biểu tình chống chính phủ Putin. Và ông được biết đến ở Nga như một nhà vận động chống tham nhũng trong quần chúng. Ông đã lãnh đạo các cuộc biểu tình đường phố lớn nhất tại Nga chống lại Tổng thống Putin vào năm 2011 và đã nhiều lần bị bỏ tù, thường là vì ông tham gia vào các cuộc biểu tình trái phép. Ông Navalny đã bị bỏng nghiêm trọng bên mắt phải của mình vào năm 2017 sau khi ông bị tấn công bằng thuốc nhuộm sát trùng. Ông đã nỗ lực ra tranh cử Tổng thống năm ngoái nhưng đã bị cấm vì bị buộc tội gian lận trước đó trong một vụ mà ông nói là có động cơ chính trị. Ông cũng đã nhiều lần bị bắt giam vì tổ chức các cuộc gặp gỡ và tập hợp công khai và bị kiện về các cuộc điều tra tham nhũng của ông.
ông bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2018. Bác sĩ trưởng của bệnh viện nơi ông Navalny đang điều trị ở Omsk cảnh báo vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ không khuyến nghị đi máy bay, nhưng vợ ông ấy nhất quyết yêu cầu chồng mình phải được chuyển đến một bệnh viện ở Đức. Và tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, phó bác sĩ Anatoly được hãng thông tấn Interfax dẫn lời. Vì chúng tôi có yêu cầu của người thân cho phép đưa ông ấy đi đâu đó, chúng tôi hiện đã đưa ra quyết định rằng chúng tôi không phản đối việc chuyển ông ấy đến một cơ sở điều trị nội trú khác. Các bác sĩ cho biết trước đó không tìm thấy chất độc nào trong cơ thể ông và rằng tình trạng của ông có thể là kết quả của chứng rối loạn chuyển hóa do lượng đường trong máu thấp. Các quan chức y tế sau đó chỉ ra rằng các dấu vết của một hóa chất công nghiệp đã được tìm thấy trên da và tóc của ông. Bộ Nội vụ địa phương nói với hãng thông tấn Brassi rằng hóa chất này thường có trong các polymer để cải thiện độ giàn hồi của chúng, nhưng không thể xác định được nồng độ của nó. Navalny là người nổi tiếng hay chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Ông đã liên tục vạch trần nạn tham nhũng ở Nga. Ông đã đi tù nhiều lần. Và bên cạnh đó, những người ủng hộ ông Navalny đã nói gì về điều này? Đây là hình ảnh người sáng lập tổ chức Cinema Yakka nói chuyện với các nhà báo bên ngoài khu phức hợp của bệnh viện Charité Mitter, nơi Alexei Navalny đã được điều trị ở Berlin, Đức vào ngày 22 tháng 8 năm 2020. Tại một cuộc họp báo ở Berlin, trợ lý của ông Navalny, Leonid, cho biết ban đầu các bác sĩ tại bệnh viện đã giúp đỡ để tạo điều kiện cho ông chuyển viện, nhưng đột ngột ngừng làm việc đó. Nó giống như một cái gì đó đã bị tắt, như tắt chế độ thuốc, bật chế độ che đậy, và các bác sĩ từ chối hợp tác thêm nữa, từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào ngay cả cho vợ Alexei, ông nói. Các bác sĩ giúp làm thủ tục giấy tờ để có thể đưa Alexei đến Charité bắt đầu nói rằng không thể đưa ông ấy lúc này vì tình trạng của ông ấy không ổn định. Họ tự mâu thuẫn với chính mình. Quỹ Điện ảnh vì Hòa bình được thành lập bởi nhà hoạt động và nhà làm phim Yakka. Vào năm 2018, quỹ đã sắp xếp việc điều trị cho Poch, một nhà hoạt động trong nhóm biểu tình Pussy Riot của Nga, người có các triệu chứng bị ngộ độc tương tự. Vợ cũ của ông Fedisov, nhà hoạt động Nara, nói với đài BBC rằng tình trạng của ông Navalny giống như vụ đầu độc chồng cũ của bà. Điều mà các bác sĩ Đức nói với tôi sau khi không tìm thấy chất độc trong máu của chồng cũ của tôi là chất độc sẽ biến mất trong 3 ngày. Vì vậy, các bác sĩ Nga chỉ cho ông ấy đi khi họ chắc chắn không còn dấu vết của chất độc, bà giải thích. Bà cũng bày tỏ sự ngạc nhiên về những gì đã xảy ra với ông Navalny. Tôi nghĩ Alexei là một nhân vật chính trị quyền lực đến mức ông Putin sẽ không can thiệp. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin. Vợ ông Navalny là Yulia đã viết thư cho Tổng thống Putin đề nghị ông cho phép đưa chồng bà đi. Bà sợ rằng giới chức Nga đang trì hoãn để bằng chứng về bất kỳ chất hóa học nào sẽ bị mất đi. Người phát ngôn của ông Putin Dmitry Peskov vào hôm thứ Năm cho biết Điện Kremlin sẽ giúp đưa ông Navalny ra nước ngoài nếu cần thiết và chúc ông hồi phục nhanh chóng. Vào hôm thứ Sáu, ông nói rằng đó là hoàn toàn là một quyết định y tế. Và các nhà lãnh đạo ở nước ngoài bao gồm Angela Merkel, Thủ tướng Đức và Macron của Pháp đã bày tỏ quan ngại đối với ông Navalny. Tại Mỹ, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden đã mô tả vụ việc là không thể chấp nhận được và thề rằng nếu đắc cử, ông sẽ chống lại những người chuyên quyền như Putin. Bản thân Navalny cũng đã bị nhắm mục tiêu vào tháng 4 năm 2017. Ông được đưa đến bệnh viện sau khi bị tạt thuốc nhuộm khử trùng màu xanh lá cây lên mặt ở Moscow. Đó là lần thứ hai ông bị tấn công bằng loại chất này. Và năm đó nó trông buồn cười nhưng nó đau như địa ngục, ông viết trên trang tweet sau vụ tấn công. Và vào tháng 7 năm 2019, ông bị kết án 30 ngày tù sau khi kêu gọi biểu tình trái phép. Ông ngã bệnh trong tù và các bác sĩ cho biết ông đã bị phản ứng dị ứng cấp tính, chuẩn đoán ông bị viêm da tiếp xúc. Bác sĩ riêng của ông cho rằng ông có thể đã tiếp xúc với một số chất độc hại. Và ông Vanali nói rằng ông có thể đã bị đầu độc. Vào tháng 12 năm 2019, lực lượng an ninh Nga đột kích các văn phòng của tổ chức chống tham nhũng của ông, lấy đi máy tính xách tay và các thiết bị khác. Đoạn phim camera cho thấy các quan chức sử dụng các thiết bị điện để đi di qua cửa. Đầu năm đó, tổ chức của ông bị tuyên bố là đặc vụ nước ngoài. Và cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp vào hôm 1 tháng 7 năm 2020 cũng đã mở đường cho khả năng ông Putin có thể cầm quyền tới những năm 84 tuổi. Đây là hình ảnh vào năm ngoái, phe đối lập đã huy động được hơn 20.000 người biểu tình ở thủ đô Moscow vào ngày 20 tháng 7 năm 2019 để yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Cho đến nay, hiến pháp Liên bang Nga quy định tổng thống chỉ được cầm quyền liên tục 2 nhiệm kỳ và không ai được tái tranh cử sau 4 lần cầm quyền.
nhưng nhờ sửa đổi mới, ông Putin có thể làm thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm nữa tới tận năm 2036 khi ông 84 tuổi. Với gần 30% phòng phiếu được kiểm sau 7 ngày bầu cử, 74% cử tri Nga đồng ý thông qua cải cách hiến pháp theo báo Nga đưa ra vào ngày 2 tháng 7. Và thông tin viên của Nhật báo độc lập từ Moscow cho biết thêm, trong suốt một tuần lễ kể từ ngày 25, một cuộc bỏ phiếu được dàn dựng kỹ lưỡng để cho phép Tổng thống Nga cầm quyền mãi mãi. Theo thăm dò ý kiến, chỉ có 42% người Nga tin là bầu cử trong sạch. Một loạt sự kiện bất thường được ghi nhận như quan sát viên đại diện của các đảng phái không được vào phòng phiếu, người đi bầu chỉ cần ký tên, không cần ký số căn cước. Chưa hết, nhiều nhân chứng than phiền trên báo là giới công chức bị ép phải đi bầu nếu không sẽ bị sa thải. Tờ báo Le Monde cũng cho biết những tiết lộ tương tự của nhiều nhà giáo và nhân viên của các công ty hay bán công. Nhiều công chức do lo sợ phải cung cấp địa chỉ của thân nhân và cam kết sẽ vận động ít nhất 10 người đi bầu. Tại Moscow, kênh truyền hình độc lập Nga Deutsche cho biết nhiều người hưu trí được ghi tên vào danh sách cử tri xin ủy nhiệm mà không được hỏi ý kiến. Người làm dịch vụ này được thù lao từ 50 đến 75 rúp. Theo phân tích của lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, thì đây là điều trớ trêu khi biết rằng ông Putin đã thâu tóm nhiều quyền lực hơn cả những vị pharaoh Ai Cập xưa kia và hơn cả các vị sa hoàng Nga hay tổng bí thư Đảng Cộng sản dưới chế độ Xô Viết. Đồng thời, các tiếng nói đối lập ở Nga vừa bị chia rẽ và ít nhiều bị vô hiệu hóa trong thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2020 với bản tin Navalny, đối thủ của Putin đột nhiên trúng kịch độc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.